đội tuyển Việt Nam, khó hiểu với huấn luyện viên Trussi. Thêm một lần nữa, người hâm mộ và giới chuyên môn lại không thể lý giải được cách sử dụng nhân sự khó hiểu của huấn luyện viên Philippe Trussi tại đội tuyển Việt Nam. Dấu hỏi về cách dùng người. Nhâm Mạnh Dũng bị quay chặt trong vòng vây các cầu thủ Indonesia cuộc đấu với đội tuyển Indonesia trên sân Gelora Bung Karno đêm 21. Ba có ý nghĩa rất quan trọng. Đội tuyển Việt Nam cần ít nhất một điểm để duy trì khoảng cách với đối phương, tạo đà tâm lý cho trận lượt về tại Mỹ Đình sau đó 5 ngày. Có lẽ chẳng huấn luyện viên nào trên thế giới muốn mạo hiểm ở một trận đấu quan trọng như vậy. Nhưng huấn luyện viên Philippe Trussi thì khác. Thua 6 trận liên tiếp, vì đâu đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Trussi nên nổi. Ông vẫn tin tưởng Nguyễn Đình Bắc dù cầu thủ này vừa vướng loạt lùm xùm ở V-League. Không được thi đấu nhiều trong khoảng một tháng qua. Người đá cặp cùng anh là Nhâm Mạnh Dũng chưa có lần đá chính nào cho đội tuyển quốc gia trước đây. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh, tiền đạo sát thủ với 4 bàn thắng, một kiến tạo sau 4 lần đối đầu gần nhất với đội tuyển Indonesia lại vắng mặt. Chân sút dày dạn kinh nghiệm đang sở hữu phong độ cao, 3 bàn sau 2 trận ở các giải quốc nội, lại phải ngồi ngoài, chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Tiến Linh, Văn Thanh vào sân ở phút 62 ở hàng thủ, Bùi Tiến Dũng, trung vệ vốn quen đá lệch trái lại được xếp chơi lệch phải còn Nguyễn Thành Chung. Nguyễn Thanh Bình lại không được đăng ký thi đấu. Họ có thể mang lại cho huấn luyện viên Trussi nhiều lựa chọn tốt hơn. Ví dụ Tiến Dũng đá trung vệ lệch trái, Thành Chung đá thòng ở giữa còn Việt Anh lệch phải hoặc ngược lại. Thành Chung, Việt Anh đều chơi tốt trung vệ giữa cũng như lệch phải. Bản thân Thành Chung từng chơi cực kỳ ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Indonesia ở bán kết lượt về, giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup 2022. Highlight Indonesia 1-0 Việt Nam, sai lầm tai hại vòng loại World Cup 2026 phải đến phút 82 Văn Toàn mới vào sân. Trong khi Quang Hải không được dùng phút nào khi bế tắc, huấn luyện viên Trussi lại đưa vào sân Lê Phạm Thành Long. Phương án này hoàn toàn không hiệu quả. Tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội truyền thiếu chính xác ở những thời khắc quyết định, thường xuyên thất bại trong các pha tranh chấp tay đôi. Gần như không thể đi bóng qua người đối phương. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Đức Chiến chỉ biết ngậm ngùi theo dõi các đồng đội thi đấu. Nếu cần thêm sự bùng nổ, huấn luyện viên Trussi có thể lựa chọn Quang Hải. Nếu cần chất thép để tăng khả năng kiểm soát khu trung tuyến, ông có Đức Chiến. Nhưng người ông tin vẫn là Thành Long. Tiền vệ này chơi ổn ở V-League, nhưng ở những đấu trường đòi hỏi sự quyết liệt, yêu cầu cao hơn rất nhiều, anh chưa thể hiện được gì. Còn nhớ ở ASEAN Cup 2023, anh thua thiệt trong các pha tranh chấp, thường xuyên phạm lỗi và nhận một tấm thẻ đỏ. Những phát biểu mâu thuẫn huấn luyện viên Philippe Trussi vẫn tiếp tục khen đội tuyển Việt Nam sau trận thua thứ tư liên tiếp tại ASEAN Cup 2023. Huấn luyện viên Trussi nổi đóa với phóng viên Việt Nam. Ông khẳng định người nước ngoài nhìn thấy sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam còn các cổ động viên và dư luận. Truyền thông trong nước thì không thấy, ngược lại chỉ trích ông. Thua 3 trận trên đất Qatar, huấn luyện viên Trussi vẫn hài lòng, cho rằng các cầu thủ đang tiến bộ và tràn đầy niềm tin có thể trả món nợ với đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Nhưng ở Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam thêm một lần nhận trái đắng trước thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong, cũng với tỷ số 0-1. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên Trussi một lần nữa thể hiện tinh thần tích cực, trận này cho chúng tôi những điều lạc quan. Chúng tôi có nhiều điều đúc rút để chơi tốt trận sắp tới, hay chúng tôi đã làm tốt việc giữ cự ly đội hình, di chuyển không bóng, chuyển trạng thái tốt. Đình Bắc đảo bóng trong sự kèm cặp của các cầu thủ Indonesia và hãy nhìn vào những con số. Đội tuyển Việt Nam dứt điểm trúng đích 2 lần, không có một lần nào đưa bóng đi trúng cầu môn. Không bàn thắng, không điểm số. Vậy những tín hiệu tích cực mà huấn luyện viên Trussi nhìn thấy liệu có ý nghĩa? Huấn luyện viên Trussi khẳng định đội tuyển Việt Nam không từ bỏ, không đầu hàng. Nhưng nói là một chuyện, còn thực hiện như thế nào thì sẽ phải xem ở chính ông, dù có lẽ ở thời điểm này, mọi chuyện đã khó khăn hơn rất nhiều. Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play tại https://play.vn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.